Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi tôi rời xa cái vùng thôn quê hẻo lánh để lên sống tại mảnh đất thủ đô hoa lệ. Trên thủ đô Hà Nội, tôi không hề có một người thân thích, nhưng khao khát và mơ ước được sống và làm việc ở thủ đô cùng với mong ước được làm giàu giống như bao người dân quê nghèo đã thôi thúc và tăng thêm quyết tâm cho tôi. Đặt chân đến Hà Nội với vỏn vẹn 5 triệu đồng trong người cùng vài bộ quần áo đã cũ, việc đầu tiên tôi phải làm là đi tìm chỗ ở, rồi tìm một công việc để kiếm sống. Lên đến thủ đô, tôi mới biết cái gì cũng đắt đỏ, và số tiền 5 triệu đồng tôi mang theo là một con số quá ít ỏi. Những ngày đầu, tôi phải ăn thật dè sẻn và ngủ ở ngoài lề đường hay mái hiên để tiết kiệm từng đồng tiền ít ỏi. May mắn tôi gặp được Nam, một người bạn cùng quê đã lên Hà Nội trước tôi vài năm, và cậu ta rủ tôi về ở trọ cùng cho vui. Chết đuối lại nắm được cọc, tôi vui vẻ đồng ý. Tôi về ở cùng Nam được 3-4 ngày thì bắt đầu đi tìm việc làm. Tôi cũng đi làm rửa xe cho một tiệm rửa xe máy ở gần nhà. Được vài tháng thì tôi xin học nghề sửa chữa điện thoại di động ở một cửa hàng trên đường Tuệ Tĩnh. Thời gian đó Nam cũng đã có người yêu. Người yêu Nam là Nhung, một cô gái quê Nam Định. Nhung xinh và hiền diệu, ở cô ấy toát ra một vẻ đẹp của một cô gái miền quê hiền lành ngây thơ. Cũng đã có vài lần Nam đưa Nhung về nhà ở quê chơi. Chưa bao giờ tôi thấy hai đứa cãi nhau hay to tiếng. Tưởng chừng như bạn mình tìm được hạnh phúc bên một người con gái xứng đáng, nên tôi cũng mừng cho chúng nó. Rồi đến một hôm, Nam buồn rầu nói với tôi: "Long ơi, tao với Nhung vừa cãi nhau mày à?" Tôi thấy ngạc nhiên và hỏi lại: "Sao lại cãi nhau? Hai đứa mày đang vui vẻ lắm mà, sao lại cãi nhau?" Tôi hỏi dồn dập một lúc mấy câu liền, nhưng Nam không trả lời mà chỉ ngồi buồn và nó uống rượu. Chưa bao giờ thấy nó uống rượu, và đây là lần đầu tiên tôi thấy nó uống nhiều như thế. Nó tu hết một hơi, rồi nước mắt nó lăn dài trên má và bảo với tôi: "Tao tính sẽ cưới Nhung. Tao để dành được một số tiền định làm đám cưới, nhưng chắc có lẽ Nhung bỏ tao mất thôi." Rồi nó lại khóc và tu rượu như nước lã. Tôi thấy thằng bạn mình như vậy mà không biết nói gì hơn. Nó tự nhốt mình trong nhà 3 ngày liền. Tôi cố làm đủ mọi cách cũng không thể thay đổi được tình hình. Đến ngày thứ tư, tôi đi làm về thì thấy mặt nó tươi như hoa, và chạy ra nó bảo: "Tối nay mày không được đi đâu đấy. Tối nay Nhung sang nấu ăn nên mày phải ở nhà ăn cơm với bọn tao." Tôi chả hiểu chuyện gì, nhưng thấy bạn mình vui vẻ trở lại, tôi cũng vui lây, nhưng tôi từ chối lời mời của nó. "Tối nay thì không được, chiều nay đi học về. Tao bận công chuyện 2-3 hôm, xong tao về quê luôn. Một tuần sau tao mới lên mày ạ. Cho tao xin lỗi nhé." Nam cố nài nỉ tôi: "Tối nay ở nhà ăn bữa cơm rồi đi." Nhưng không được, nên nó buồn buồn đi vào trong nhà. Tôi theo vào và bảo nó: "Thôi được rồi, tối nay tao cố gắng về qua một chút rồi tao đi. Tao nói trước là tao không ngồi lâu được đâu đấy." Nó cười hớn hở gật đầu. Tối hôm đó, vừa về đến nhà thì thấy Nhung và Nam, hai đứa đang vui vẻ dọn mâm cơm cùng với một vài người bạn cùng xóm, nên bữa ăn rất vui. Ăn được một lúc thì tôi phải đi có công chuyện, và 12 giờ đêm tôi mới về đến phòng trọ. Về đến nơi, tôi thấy còn mỗi mình Nam ngồi trên giường, cả phòng trọ tối om. Tôi bảo: "Nam đấy à, sao không bật đèn lên cho sáng?" Nó im lặng không trả lời. Tôi nghĩ là nó say nên không hỏi nữa, mà bật đèn đi về phía tủ quần áo, định mở ra thì Nam ra cản lại: "Mày đừng mở tủ, tao biết mày mai về quê nên tao lấy sẵn quần áo của mày cho vào vali rồi. Đi ngủ sớm đi, mai còn về quê. Mày thấy bạn mày có tốt không?" Tôi thấy nó có vẻ say nên cũng cười và nói: "Rồi rồi, tốt, ông là bạn tốt nhất của tôi." Nó cười hề hề rồi lăn ra ngủ. Tôi định mở tủ để kiểm tra lại xem còn thiếu gì không, nhưng thằng bạn cứ cản và không cho mở. Tôi kiểm tra lại cái vali đựng quần áo thì thấy đầy đủ rồi nên đi ngủ luôn. Một tuần sau, tôi lại ra Hà Nội
sau khi làm xong mọi việc ở quê. Ra đến phòng trọ thì không thấy Nam đâu, mà cửa phòng khóa kín. Tôi hỏi khắp mọi người thì thấy bảo là Nam và Nhung có cãi nhau to lắm và Nam chuyển đi rồi. Tôi đến gặp chủ nhà thì đúng là Nam đã trả phòng trọ và đi ngay sau hôm tôi về quê 2 ngày. Tôi đề nghị bà chủ cho thuê lại gian phòng đó để ở, vì do đã ở quen nhà không muốn đi nơi khác, và cũng vì gần nơi mình đang học việc nên cũng tiện đi học. Tôi nhận chìa khóa và vào phòng thì thấy trong phòng không còn gì ngoài chiếc giường vẫn nằm đó. Tôi đi mua một chiếc tủ bạc để treo quần áo và mua thêm một ít đồ dùng lặt vặt như bếp và bát đũa để nấu ăn. Cuộc sống của tôi cứ bình thường như thế, ngoại trừ một điều là ban đêm tôi hay nghe tiếng ai đó gõ vào một vật như bằng gỗ vậy. Nghĩ rằng do bình thường có thằng Nam nó hay ồn ào, giờ vắng vẻ quá nên tôi tưởng tượng ra vậy thôi. Nhưng đêm hôm đó tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa thì không thấy ai. Nghĩ trẻ con hàng xóm nghịch ngợm nên lại vào ngủ tiếp. Thiếp đi được một lúc thì 3 tiếng gõ đều đặn lại vang lên như lúc nãy. Lần này tôi chạy ra mở cửa nhưng lại không có ai. Tôi nói to lên cho ai đó đang chọc phá tôi có thể nghe thấy được. Đêm hôm rồi có để yên cho người khác ngủ không? Hết trò rồi hay sao mà phá cửa nhà người ta lúc đêm hôm thế? Không có ai trả lời. Tôi quay vào, vừa đóng sập cửa lại và đi đến bên giường thì lại là cái tiếng gõ cửa y hệt như lần trước. Tôi tức điên lên, chạy ra mở cửa. Và lần này tôi ngẩn người, hóa ra đó là Nam. Nó đi thẳng vào nhà, không đợi tôi nói gì, nó thao thao bất tuyệt. Sau 2 hôm mày về quê, tao với Nhung cãi nhau to lắm. Bây giờ Nhung nó bỏ tao đi mãi mãi rồi. Tao cũng đi sau hôm đấy, cũng không ở đây nữa. Tôi hỏi nó, thế giờ mày ở đâu và làm gì rồi? Chuyển về đây ở với tao. Nó im lặng hồi lâu rồi bảo, tao ở xa lắm, mà tao cũng không về được đâu, tao còn vướng công việc mà. Nghe nó nói vậy, cũng không biết làm sao, tôi an ủi. Thôi thì chuyện qua rồi, không có em này kiếm em khác, thiếu gì con gái tốt. Thỉnh thoảng, anh em mình lại gặp nhau là được. Nó mỉm cười và nói có việc giờ phải đi. Tôi tạm biệt nó và đi ngủ. Cuộc sống của tôi đang bình lặng như mọi ngày thì đến một hôm tôi gặp Nhung trên đường. Nhung cũng thấy tôi và quay đầu bỏ chạy. Tôi đuổi theo nhưng được một đoạn thì mất dấu. Mấy ngày sau tôi thường hay đi qua đó, và rồi tôi cũng gặp lại Nhung một lần nữa. Gặp tôi Nhung lại tránh mặt. Đêm hôm đó không ngủ được, nằm thao thức cho đến khi thiếp đi thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này tôi mở ra thì cũng không có ai. Tôi bực mình quát ầm lên, có giỏi thì ra mặt đi. Đứng một lúc không thấy ai, tôi quay vào nhà. Lúc này trong phòng tôi đột nhiên lạnh lạ thường, tôi bất giác rùng mình. Đúng lúc đó thì tiếng gõ cửa lại vang lên khiến tôi giật mình. Lần này tôi run run bước ra phía cửa, mở thật mạnh. Phía trước không có ai cả. Tôi chạy hẳn ra ngoài và thấy một người đứng ở phía xa, nhìn chằm chằm về phía tôi. Do xa quá, tôi không nhìn rõ đó là ai, nhưng tôi có cảm giác người đó không hề bình thường, và tốt nhất tôi nên vào nhà. Vừa quay vào nhà, tôi hét ầm lên và chạy ngay ra ngoài, vì trên giường của tôi đang có một người con trai ngồi gục mặt vào đầu gối. Tôi cất tiếng hỏi, ai thế? Không có tiếng trả lời. Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng và với tay bật đèn. Khi đèn phòng vừa sáng thì người đó cũng biến mất không một dấu vết. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi tắt và bật đèn lại 3-4 lần và dụi mắt thật kỹ, nhưng trên giường đúng là không hề có một người nào. Tôi nghĩ chắc do mình mệt quá nên nhìn nhầm. Tôi đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt, và lần này tôi như chết đứng. Khi vừa rửa mặt xong, tôi nhìn lên gương thì thấy có một bóng người đi vụt ngang qua sau lưng tôi. Tôi vội quay lưng lại nhưng không có ai. Cửa vẫn cài chốt bên trong
người ngoài không thể vào được. Tôi chạy vội ra ngoài, bật sáng hết đèn trong phòng lên, ngồi bên cạnh giường. Tôi không tin trên đời này có ma. Vậy cái vừa xuất hiện là cái gì? Tôi tự hỏi, nhưng cũng không hề có câu trả lời. Đêm hôm ấy, ngồi co ro cho đến sáng, mệt quá tôi thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy trong phòng mình đầy máu, máu vung vãi khắp nơi. Dưới gầm giường có một cái xác người cũng đẫm máu, mà tôi không thể nhận ra đó là ai, quen hay lạ. Rồi đột nhiên, người đó bật dậy túm lấy tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng. Tôi thầm nghĩ, chắc tại đêm qua mệt quá, thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ. Bật cười vì nỗi sợ hãi đêm qua của mình. Nhân tiện hôm nay được nghỉ nên định gọi cho Nam rủ đi nhâm nhi cà phê, nhưng gọi điện thì toàn thuê bao quý khách vừa gọi. Đúng lúc ấy, có một anh hàng xóm đi từ đâu về, vừa đi vừa chửi động. Tôi từ trong nhà đi ra hỏi, có chuyện gì thế anh? Ông hàng xóm bực tức, vừa chửi vừa trả lời, không biết từ hôm qua đến giờ, cái mùi chuột chết từ đâu nó cứ thoang thoảng. Nhân tiện anh em đang rỗi, tôi mời anh hàng xóm ra đầu phố uống cà phê, rồi hỏi về chuyện của Nam. Anh biết thằng Nam, trước nó ở cùng phòng với em chứ? Ông hàng xóm gật đầu rồi bảo, ừ anh biết. Cái hôm mày về quê thì hai đứa nó cãi nhau to lắm. Rồi mấy hôm sau thấy bà chủ bảo là thằng Nam nó đi rồi. Tôi hỏi tiếp, thế từ hôm ấy anh có thấy Nam hay Nhung quay lại không ạ? Ông ấy nhấp ngụm cà phê rồi trả lời, thằng Nam thì anh không thấy, nhưng con bé kia thì anh có thấy một hai lần gì đấy. Mà nó toàn về lúc tối muộn thôi, lén lén lút lút đến trước cửa phòng thì không mở cửa vào, mà thấy khóa thì đi luôn. Nghe đến đây, tôi linh cảm có chuyện không hay cho thằng Nam, nên tôi hỏi lảng sang vài chuyện khác rồi xin phép đi trước. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho thằng Nam, nhưng không thể liên lạc được. Tôi nghĩ ngay đến cái Nhung. Tôi vội chạy đi đến chỗ mà tôi gặp cái Nhung lần trước, nhưng lần này không hề thấy Nhung ở đấy. Tôi dò hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết Nhung là ai. Tôi lại đi về nhà, và lần này thì về đến đầu cổng, tôi đã ngửi thấy mùi chuột chết bay thoang thoảng. Nhốt mình trong phòng đến chiều tối, rồi ra ngoài đi dạo phố. Lúc đi lang thang gần Hồ Gươm, từ xa xa tôi thấy một dáng người rất quen thuộc đang nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra đó là Nhung. Tôi chạy lên đuổi theo, nhưng khi đến nơi, Nhung đã biến mất vào dòng người đông đúc ở gần đó. Thất vọng, tôi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Nằm một lúc tôi thiếp đi thì tiếng gõ cộc cộc lại vang lên đều đặn, khiến tôi giật mình. Tôi nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ rưỡi tối. Lúc này có mấy người hàng xóm cũng đang ngồi ngoài hiên hóng mát. Ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng trong vườn mà sao mãi không tìm ra. Lúc này tôi chú ý là ở góc vườn có một cái giếng nhỏ, có vẻ lâu lắm chưa ai dùng đến. Ngồi ngoài hiên một lúc thì mọi người vào nhà đóng cửa đi ngủ. Tôi cũng vào nhà nhưng không ngủ được. Tôi nghĩ có chuyện không hay xảy ra cho Nam, nên tôi vội lấy điện thoại gọi thử cho nó lần nữa. Lần này thì có chuông nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi lại 2-3 lần thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên quanh đây. Tôi mở cửa ra ngoài thì thấy ở chỗ cái giếng nhỏ có cái gì đó sáng hắt lên ở góc tường. Tôi vội gọi ông anh hàng xóm dậy và chỉ cho ông ấy xem. Hai anh em bật đèn pin đi gần vào chỗ cái giếng. Càng vào gần hơn thì mùi hôi càng nồng nặc. Vào đến nơi, tôi thấy đúng là điện thoại của Nam đây rồi, màu xanh đen, có dáng ảnh của Nam và Nhung đây mà. Lúc này ông anh hàng xóm chợt bảo, anh thấy hình như mùi nó thoát ra từ dưới giếng này. Hai anh em mình thử xem dưới giếng này có cái gì không. Tôi vào gọi thêm một vài người nữa, cầm đèn ra soi. Lúc đó thêm mấy người trong xóm ra, bỏ tảng đá xuống thì ai cũng phải đưa tay lên bịt mũi, vì mùi hôi thối nồng nặc từ dưới giếng bốc lên. Sau đó một anh cầm đèn pin soi xuống giếng, và anh ta hét ầm lên, ngã ngửa ra sau. Không ai hiểu chuyện gì
nên cũng ngó vào xem, và ai cũng bị giống như anh chàng kia vậy. Có người còn vừa chạy vừa nôn thốc nôn tháo. Tôi cũng nhìn vào giếng và rú ầm lên, vì dưới giếng là xác của một người không mặc quần áo, đang trườn lên nhìn rất kinh khủng. Sáng hôm sau, cảnh sát đến mời tôi lên làm việc vì tôi là người phát hiện ra cái xác. Họ công bố nạn nhân là nữ và có thể tôi quen, đó là Nhung. Nhung bị cắt trụi hết tóc, trên người bị rất nhiều vết bầm tím, và vết thương gây ra tử vong là nhiều nhát búa đập vào đầu khiến vỡ sọ não. Rất có thể hiện trường gây án chính là căn phòng tôi đang ở, và dưới giếng còn tìm được một chiếc búa là hung khí. Nhung đã chết, vậy 2-3 lần tôi gặp Nhung trên đường thì đó là ai? Cái người ngồi gục mặt khóc trên giường tôi là ai? Không lẽ đó là hồn ma của Nhung? Thế còn thằng Nam? Thằng Nam hiện giờ nó đang ở đâu? Tôi về phòng dọn dẹp lại hành lý và quyết định chuyển đi với bao nhiêu dấu hỏi hiện ra trong đầu. Suy nghĩ duy nhất bây giờ là phải tìm ra Nam thì tôi mới có câu trả lời. Khi ra đến đầu ngõ, chợt chị bán hàng gọi tôi lại. Long, em biết tin gì chưa? Thằng Nam, cái thằng ở cùng em ngày trước ấy, nó bị công an bắt rồi. Hình như nó giết người yêu hay sao ấy. Tôi như không tin những gì mình vừa nghe, vội chạy ngay lên công an và thấy Nam ngồi đó. Tôi lao vào hỏi nó và nhận được câu trả lời. Đúng, tao giết nó đấy. Chính tay tao cầm búa đập nó đấy, vì nó thích mày. Đáng lẽ ra tao không nên để hai đứa mày gặp nhau. Tao không nên cho mày ở cùng phòng, để rồi tao phải đập chết nó. Mày biết tao giết nó thế nào không? Tao lấy dao rạch mặt nó ra, rồi cắt hết tóc nó đi. Nhìn nó xấu xí thảm hại lắm. Nhưng càng nhìn tao càng sướng, vì tao biết là nó như thế thì sẽ không dám đến gặp mày nữa, con đàn bà lăng loàn. Rồi tao cầm búa nện vào đầu nó cho chết hẳn. Sau đó mày biết rồi đấy, đáng đời một con đĩ. Nghe những lời thằng bạn mình nói, tôi ghê sợ, ghê tởm, vì đã từng sống cùng nó, từng ăn, từng ngủ cùng một nhà với nó như anh em. Nước mắt trào ra vì những gì được nghe từ chính miệng thằng bạn tôi thốt ra. Tôi tiến lại gần, giơ tay định nắm nó, nhưng lại thôi. Loại như mày không xứng đáng với Nhung, và cũng không xứng với bất kỳ ai trên thế giới này. Mày nên chết đi, và tao hối hận khi có đứa bạn như mày. Tao đang muốn tự tay xé mày ra thành từng mảnh, nhưng đánh mày bẩn tay, cứ để pháp luật trừng trị mày Nam ạ. Người nhà Nhung lên nhận xác Nhung trong nước mắt đau buồn. Tôi dọn nhà đi, và khi nhìn vào trong phòng, tôi thấy Nhung đứng đó nhìn tôi. Nhung mỉm cười với tôi rồi từ từ biến mất. Cánh cửa phòng trọ đó mãi mãi đóng lại trong ký ức của tôi.